Có thể nói là vài năm trở lại đây, thể loại phim hình sự đang dần trở thành một món ngon cho nhiều khán giả xem truyền hình. Với những tình tiết giật gân, những pha đấu trí và rượt đuổi nguy hiểm đưa người xem từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Vâng, nói đến đây thì tôi lập tức liên tưởng tới series phim truyền hình ăn khách nhất mọi thời đại. Hiện đã ra mắt tới phần 5 nhưng mà vẫn hấp dẫn khán giả trên toàn thế giới bởi những tình tiết khó thể ngờ của bộ phim. Và nếu như mà chị Thanh Huyền cũng như là quý vị khán giả là một trong những fan hâm mộ của thể loại phim hình sự như là tôi thì có lẽ sẽ không thể bỏ qua series phim Vượt Ngục hiện cũng đang được công chiếu vào lúc 21 giờ từ thứ hai cho đến thứ sáu hàng tuần trên VTC1 và VTC1 HD. Vâng, tất nhiên rồi, đối với một bộ phim nổi tiếng như là Vượt Ngục thì tôi cũng đã từng xem qua. Tuy nhiên là câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay sẽ liên quan tới phim hình sự Việt. Có nhiều lời khen dành cho thể loại phim này ở Việt Nam những năm gần đây khi mà càng ngày trên truyền hình càng có nhiều bộ phim hình sự xuất hiện với mật độ khá dày. Vâng, dường như là rất nhiều nhà sản xuất phim Việt đã nắm bắt được tâm lý ưa tò mò và mạo hiểm của người xem. Thế nhưng số lượng nhiều là thế, nhưng mà những cái bộ phim để lại dấu ấn lại không được là bao nhiêu. Và thậm chí đã từng có rất nhiều ý kiến cho rằng là phim hình sự Việt thì đang càng dần càng chết mòn vì thiếu những cái món ngon. Vâng, và trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị hãy cùng gặp gỡ một diễn viên và đạo diễn nổi tiếng ở Việt Nam. Tên tuổi của ông thì gắn liền với những bộ phim như Người đẹp Tây Đô, Dòng đời, Duyên Trần thoát tục, Vó ngựa trời Nam, vân vân. Nghệ sĩ ưu tú Lê Cung Bắc, người đã và đang là đạo diễn cũng như cố vấn cho nhiều phim hình sự ở tại Việt Nam. Kể từ năm 2015 đến nay, xu hướng xem phim truyền hình tại Việt Nam đã thực sự trở lại. Với những bộ phim về đề tài hình sự được giới phê bình cho là có sự đầu tư, tạo được kịch tính và thu hút người xem. Có thể kể ra hàng loạt những tên phim như Phía sau tội ác, Bí mật tam giác vàng, Bản di chúc bí ẩn, Những đứa con biệt động Sài Gòn phần 2. Hay gần đây là một dự án dài hơi như Hồ sơ lửa, bộ phim hình sự Việt Nam đầu tiên có độ dài 1.100 tập. Được kỳ vọng là một dự án phim hình sự phá vỡ mọi kỷ lục đã có trước đây tại Việt Nam về thời gian ghi hình cũng như phát sóng. Nhưng nội dung vẫn hấp dẫn người xem bằng những câu chuyện rất đời. Đó là những số phận, cuộc đời, những toan tính thiệt hơn và cả những tâm tư tình cảm phức tạp của cả đội ngũ cảnh sát lẫn tội phạm trong phim. Phim hình sự Việt nói chung vẫn là những cuộc đấu tranh khốc liệt giữa cái tốt và cái xấu. Nay đã có cái nhìn đa chiều và khách quan hơn, nhưng vẫn bị gán cho mác đi vào lối mòn và cách làm sáo rỗng, chưa sát với thực tế, do đó vẫn chưa tạo được dấu ấn. Vậy làm sao để phim hình sự thực sự hút khách? Kính chào đạo diễn Lê Cung Bắc, câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay sẽ liên quan đến chủ đề đó là phim hình sự Việt Nam. Gần đây thì có khá nhiều phim truyền hình về đề tài hình sự được phát sóng, tuy nhiên không nhiều phim trong số đó ghi được dấu ấn trong lòng khán giả. Là người công tác lâu năm trong lĩnh vực điện ảnh, ông có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ? Chào Hoài Thu, xin chào tất cả quý vị khán giả VTC thân mến. Hiện thực và phim ảnh thì bao giờ nó cũng không thể hoàn toàn giống nhau, cho nên những cái bộ phim mà chúng ta được coi về hình sự Việt Nam, có một số phim thì nó chưa chuẩn về vấn đề nghiệp vụ. Thường thường khán giả thì không biết, nhưng mà những người về nghiệp vụ và những người mà họ không nghiên cứu về ngành thì chuyên ngành thì người ta sẽ thấy có những sai sót, nó làm giảm cái giá trị của bộ phim đi. Còn về tính hấp dẫn của bộ phim thì nó do từng cái nội dung của phim thì nói về phá án, nhưng mà thực sự ra nếu mà chỉ có phá án không, hình sự không thì nó lại thiếu cái tính hấp dẫn. Thì bên cạnh đó thì cũng lồng vào tâm lý xã hội, tình yêu, thì cái đó nó làm cho cái bộ phim nó có phong phú hơn và nó dễ lôi cuốn khán giả hơn. Cũng như những gì mà ông mới chia sẻ, đó là để cho phim hình sự trở nên màu sắc hơn, kịch tính hơn, thu hút khán giả nhiều hơn. Gần đây cũng có nhiều phim hình sự Việt Nam chúng ta không còn ca ngợi một chiều nữa mà đã xây dựng những nhân vật phản diện ở ngay trong hàng ngũ chấp pháp. Đây được nhận định là một tín hiệu tốt, nhưng mà nhiều khi những thế lực này, những nhân vật này lại được xây dựng một cách quá đậm nét. Theo tôi nghĩ thì xây dựng một cái hình tượng của người chiến sĩ công an mà nó hoàn toàn quá thì là cái điều đó thì nhiều khi là người ta sẽ có câu hỏi là mình tô đang tô hồng. Thực sự trong thực tế cũng có những người công an hoàn toàn như thế, nhưng mà bên cạnh đó cũng có những con người họ tiêu cực, họ bị thoái hóa. Cái đó không phải là phản cảm nếu chúng ta dựng dàn những chỗ khéo để cho người xem cảm thấy đó là một sự thật gần gũi với họ. Vì con người ta là không phải thân ni sen ni bét, chúng ta là một con người với tất cả những cái gì, những cái thất tình của con người, chấp nhận cái tiêu cực đó, người ta hướng tới, đang hướng tới một cái tích cực khác. Đó là cái điều mà tôi thấy là nên làm như vậy.
Lâu nay thì chúng ta vẫn cho rằng mảng phim hình sự thực sự là một mỏ vàng. Tuy nhiên mỏ vàng này thì lại chưa được khai thác một cách triệt để. Do đó chúng ta chưa có nhiều phim hay như kỳ vọng. Vậy theo ông, nguyên nhân này là do đâu ạ? Đầu tiên một bộ phim hay phải có cái kịch bản cho hay cái đã. Cái điều đó thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà chúng ta thường thường là trong cái kịch bản nó hơi hợt. Cái cấu trúc của nó và cái nội dung của nó và cái thông điệp của nó không có rõ ràng. Phim hình sự hay phim nào thì trước hết là cái kịch bản cho hay. Vâng, chúng ta lại bàn về câu chuyện kịch bản phim hình sự. Hiện nay số lượng những biên kịch chuyên viết về thể loại hình sự ở Việt Nam ở mức như thế nào và những cái mặt lợi cũng như cái hạn chế của họ thì ra sao ạ? Viết về tâm lý xã hội cũng đã khó rồi. Cho nên là viết về phá án, về hình sự là khó hơn. Khó nữa bởi vì nó có vẻ là chuyên nghiệp vụ ở trong đó. Tôi thấy có một số biên kịch rất là giỏi. Họ cấu trúc và họ trở thành bởi vì họ viết tâm lý xã hội hoặc những cái mảng khác rất là giỏi. Nhưng mà những cái người đó hình như bây giờ là ít viết. Tôi đã làm một cái phim về công an và khi mà trong kịch bản viết sai thì tôi cũng đâu có biết. Thì tôi thấy kỳ thế này, tôi thấy nó hơi kỳ, tôi mình thắc mắc. Thì tôi vội vàng tôi móc điện thoại tôi gọi cho bên bạn bè với anh em ở bên công an. Để tôi hỏi thì người ta giải thích, mình sửa, mình kịp thời thử. Cho nên cái vấn đề đó là phải cái trách nhiệm của nhà biên kịch là nghiên cứu tìm tòi và đạo diễn cũng khi làm có những sai sót là mình phải hỏi ngay kịp thời, mình chấn chỉnh ngay thì để cho cái kịch bản ra không có bị những hạt sạn đáng tiếc. Là người có điều kiện tiếp xúc với nhiều biên kịch trẻ, ông có nhận thấy tâm lý ngại viết phim hình sự ở họ hay không? Thì họ rất thích viết chứ không phải không, nhưng mà cái điều họ lo lắng chứ không phải là họ lo lắng là không biết mình viết có đúng không, thì cái chuyện đó không phải gì khó khăn. Tôi thấy là đơn giản là chịu nghiên cứu và tìm hiểu và tiếp xúc mà về những cái mảng về mặt dự án và các cái điều lặn như thế nào. Tôi nói thật có những phim họ quay mà họ cái quân hàm lộn đó. Đấy, cái đó có xảy ra rồi là cái đó là lỗi, không phải là cái đó không phải lỗi biên kịch. Mà cái đó là lỗi của cái họa sĩ thiết kế. Và cái lỗi nặng nhất là của đạo diễn. Vì tất cả những cái gì trong các bộ và trong phim dù ai sai thế nào thì cái trách nhiệm cuối cùng và trên hết là của đạo diễn. Vâng, trước những mặt được cũng như là chưa được về thể loại phim hình sự ở Việt Nam thì cũng có nhiều băn khoăn, thắc mắc đặt ra rằng phim hình sự Việt Nam liệu đang đi về đâu và sẽ đi về đâu? Để trả lời cho câu hỏi này thì đạo diễn Lê Công Bắc, ông sẽ muốn nói điều gì ạ? Từ việc nhỏ trong gia đình cho đến việc lớn quốc gia đại sự, có cái sai lầm chúng ta phải nhìn ra và chúng ta thay đổi nó đi thì cùng cái hướng nó thì tốt. Vốn gì là một cái kịch bản khi mà chúng ta thấy là làm cái gì mà chưa được chúng ta cứ hội ý với nhau. Mà trong lớp trẻ bây giờ tôi rất tin tưởng lớp trẻ bây giờ họ có cơ hội để họ phát triển tất cả những cái thông minh của họ, năng lực của họ, và tôi rất tin tưởng vào họ sau này như thế nào, lớn cỡ nào, phát triển thế nào, tham gia vào khu vực quốc tế thế nào là trong lớp trẻ này. Và đừng có đặt là đi về đâu, đừng có nói là chúng ta sẽ đi tới đó, chứ đừng nói là đi về đâu. Chúng ta khó khăn đang gặp thế này nhưng mà chúng ta nhất định phải đi về đó, cái đó gì là điểm thành công, phải khẳng định như vậy thì nó mới được. Than thở cũng nên.